xé sản phẩm HTC Design 630. Rồi trước tiên mình phải nhấn phím nguồn, phải tắt máy trước, tắt nguồn. Rồi sau đó mình có thể nhấn phím nguồn, phím giảm âm lượng, nguồn và giảm cùng một lúc, nhấn giữ. Nhấn giữ cho khi đánh giao diện. Sau đó nhấn phím giảm âm lượng, nhấn giảm xuống dòng recovery. Nhấn nguồn để chọn. Hoặc đây mình có thể chọn factory reset trực tiếp. Nhấn nguồn để chọn. Sau khi mình nhấn giữ xong rồi, chọn mình sẽ hiển thị được cái giao diện đang khôi phục. Mình đã trong khoảng gần 1 đến 5 phút thì hiển thị giao diện main chính. Đây là giao diện chuẩn bị vào một cái giao diện hành chính của HTC. Rồi sau khi mình khôi phục xong, giao diện màn hành chính đã chuẩn bị bắt đầu hiển thị lên. Đây khoảng lát cái số này lên tới 10. Thời gian khởi động nó khá lâu nên mình có để chờ trong một cái lát. Rồi sau khi lát xong mình sẽ vào giao diện màn hình chính. Rồi sau khi vào một màn hình chính mình có thể thiết lập ban đầu, mình vẫn vào bắt đầu. Rồi tiếp theo, tiếp tục mình có thể kết nối wifi của nhà mạng nhà mình, sau đó mình chọn tiếp theo. Rồi mình luôn bỏ qua, tiếp tục, tiếp theo. Rồi kiểm tra là ngày giờ đúng theo thời gian hiện tại, tiếp chọn tiếp tục, mình bỏ qua bây giờ, luôn bỏ qua. Rồi, thiết lập tên sản phẩm, rồi mình tiếp tục, hoàn tất. Sau khi hoàn tất xong, mình sẽ giao vào cái giao diện hành chính của HTC. Xin chào các bạn coi video này.